Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa trong vòng vài giờ nhắm vào Kiev và các thành phố khác. Báo động phòng không được kích hoạt trên toàn lãnh thổ Ukraine trước đó, sau khi quân đội nước này phát hiện ít nhất 9 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, nhiều vụ nổ xảy ra trong thành phố, lực lượng phòng không chiến đấu, đừng rời khỏi nơi trú ẩn cho đến khi hết báo động. Các mảnh vỡ tên lửa đã làm hỏng hai đường điện cao thế, khiến một số khu vực ở thủ đô bị mất điện. Giới chức Ukraine nói rằng, Nga đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa trong vòng vài giờ nhằm vào Kiev và các thành phố khác. Báo động phòng không được kích hoạt trên toàn lãnh thổ Ukraine trước đó, sau khi quân đội nước này phát hiện ít nhất 9 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng Nga sử dụng 29 tên lửa hành trình KH-101-555 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 4 tên lửa diệt hạm siêu thanh KH-22, 3 tên lửa hành trình Kalib phóng từ tàu chiến, 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 5 tên lửa phòng không S-300 hoán cải và 20 máy bay không người lái UAV cảm tử kiểu Sahet-136-131 trong đợt tập kích. Cơ quan này cho hay, các đơn vị phòng không đã đánh chặn 44 mục tiêu, gồm 26 tên lửa hành trình KH-101-555 3 quả đạn Calib và 15 UAV cảm tử. Tỉnh trưởng Kharkov Ole Sinehubov nói rằng hạ tầng phi dân sự tại thủ phủ cùng tên đã trúng tên lửa, nhưng không nói thêm chi tiết. Hàng loạt tiếng nổ cũng được nghe thấy tại tỉnh Mykolaiv ở miền Nam, Khmelnytsky và Chekatsky tại miền Trung, tỉnh Lviv và thành phố ivano frankivsk ở miền Tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Vụ tấn công xảy ra khi Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của Ủy ban châu Âu EC, ông Joseph Borrell, đang có chuyến thăm thủ đô Ukraine. Chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu EU đối với Ukraine. Đây là chuyến thăm Kiev lần thứ tư của ông Borrell kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Tuần trước, EU vừa thông qua gói hỗ trợ 50 tỷ euro cho Ukraine. Trên mạng xã hội X, ông Borrell cho biết sẽ thảo luận với các giới chức Ukraine về những hỗ trợ không thay đổi của EU đối với Ukraine, cả về mặt quân sự và tài chính, cũng như về những nỗ lực cải cách của Ukraine để gia nhập EU cũng liên quan đến căng thẳng nga ukraine mới đây một chỉ huy quân sự hàng đầu của lầu năm góc cho biết những lợi thế về mặt chiến thuật mà nhiều loại đạn dược chính xác của mỹ chuyển cho ukraine đã bị sói mòn do hoạt động gây nhiễu của nga phát biểu trực tuyến từ châu âu tại một sự kiện do văn phòng điều hành chương trình chỉ huy kiểm soát và thông tin liên lạc chiến thuật do quân đội mỹ tổ chức trung tướng antonio aguto người phụ trách về lĩnh vực trên nêu rõ việc gây nhiễu một số năng lực chính xác hơn của chúng tôi đặt ra thách thức tướng aguto đã lãnh đạo nhóm hỗ trợ an ninh ukraine tổ chức bảo trợ điều phối viện trợ quân sự của đồng minh cho Ukraine. Các quan chức quốc phòng Mỹ trước đó nói với kênh CNN rằng Nga gây nhiễu các tên lửa chính xác do Mỹ cung cấp, khiến chúng đi chạch hướng. Do đó, các lực lượng Mỹ và Ukraine phải tìm ra cách giải quyết, chẳng hạn như điều chỉnh bệ phóng tên lửa. Tiếp đó, Nga cũng sửa đổi biện pháp gây nhiễu của mình, buộc Mỹ một lần nữa phải tìm cách đối phó. Những vũ khí như vậy, ví dụ như hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường, đã từng mang lại cho Ukraine lợi thế quan trọng trên tiền tuyến bằng cách buộc Nga phải di chuyển kho đạn dược của mình ra ngoài tầm bắn của chúng. Các tài liệu bị rò rỉ của Mỹ cũng tuyên bố rằng Nga gây nhiễu những quả bom dẫn đường bằng GPS mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Nga sở hữu nhiều khả năng gây nhiễu tiên tiến, bao gồm một số thiết bị gây nhiễu có thể chặn tín hiệu GPS ở phạm vi lên tới 25 km. Binh sĩ Ukraine báo cáo rằng thiết bị gây nhiễu của Nga thường xuyên hạ máy bay không người lái của họ và cũng có thể gây ra vấn đề khi sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink. Tướng Aguto cho biết, lầu năm góc cần cải thiện vũ khí và trang bị của mình để đủ kiên cường và đủ linh hoạt có thể chống lại những biện pháp đối phó của đối thủ bởi vì trong vòng vài tuần hoặc vài tháng kể từ khi chúng tôi sử dụng loại vũ khí nào đó trên tiền tuyến đối thủ của chúng tôi có thể tìm cách để vô hiệu hóa hoặc chống lại chúng tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga đã đăng video từ máy bay không người lái UAV cho thấy khoảnh khắc loạt bom FAB-500 gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK lao xuống nhà chứa khí tài và kho đạn của quân đội Ukraine gần thành phố Volchansk thuộc tỉnh Kharkov. Trong video, ít nhất hai quả bom lao xuống khu nhà kho và tạo ra vụ nổ dữ dội. Quả thứ ba phát nổ trên không khiến sóng xung kích và hàng loạt mảnh văng chụp xuống khu vực bên dưới bom kích nổ ngay trên không vì lao trúng các mảnh vỡ bị tung lên trước đó. Đây là sự việc rất hy hữu. Phi công này cho hay như vậy. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của Nga sử dụng FAB-500 để thực hiện nhiệm vụ ném bom phẫu thuật nhằm vào các vị trí của Ukraine gần Krasny Liman ở Donetsk. Các phi công Nga đã phá hủy sở chỉ huy của Ukraine và sau đó quay trở về căn cứ an toàn. FAB-500 hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom có trọng lượng 500 kg thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương. FAB-500 có thể tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, v.v. UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng Jammer của Mỹ giúp biến bom thông thường thành bom thông minh thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Bom dẫn đường gắn bộ UMPK có thể bay xa 50 đến 70 km, giúp chiến đấu cơ Nga có thể hoạt động từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraina. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat thừa nhận Kiev chưa có biện pháp đối phó loại bom này. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023 trong bối cảnh kỳ ép tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết về thiệt hại. Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, đã nhận định Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã cố gắng tiến hành các cuộc tấn công trên 7 mặt trận với 105 cuộc chạm trán xảy ra trong ngày qua. Trên mặt trận Adipka, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công gần Novo Bakhmutivka và Adipka, đồng thời đẩy lùi 14 cuộc tấn công khác gần Pevomaiske và nevenske ở Donetsk nơi quân đội Nga được hỗ trợ bởi máy bay đang cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ của lực lượng Ukraine. Trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công gần khu định cư Robotin ở Zaporizhia. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rai của Italia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Theo hãng tin RT, ông Kirin Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo GUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, đã kêu gọi Canada gửi cho Kiev 83.000 quả rocket cũ 70mm CRV-7. Tờ Global News trước đó đưa tin số rocket được đưa vào biên chế vào thập niên 70 đang chờ được tiêu hủy tại một kho quân sự ở tỉnh Saskatchewan của Canada. Ông Budanov cho rằng việc Canada cung cấp 83.000 rocket CRV-7 cho Ukraine sẽ là đôi bên cùng có lợi, bởi vũ khí này hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga và giúp Canada tiết kiệm chi phí tiêu hủy. Cũng theo ông Budanov, rocket CRV-7 có thể được phóng từ các trực thăng tấn công hoặc từ bệ phóng mặt đất của Ukraine. Ukraine tin rằng ít nhất 8.000 rocket CRV-7 vẫn trong trạng thái nguyên vẹn. Ngay cả khi chúng không còn sử dụng được, Ukraine vẫn có thể lấy các bộ phận để chế tạo máy bay không người lái UAV. Ông Budanov nhấn mạnh, chúng tôi cần rất nhiều thiết bị, cả đạn dược và đạn pháo. Giới chức Canada xác nhận họ đang đàm phán với Ukraine về vấn đề trên, nhưng cảnh báo tên lửa cũ có thể không ổn định, khiến việc xử lý và vận chuyển chúng trở nên nguy hiểm. Chúng tôi không lo ngại gì, ông Budenov giải thích thêm. Ukraine đã quen với việc xử lý các loại đạn cũ được những nhà tài trợ nước ngoài cung cấp. Còn theo Global News, một công ty tư nhân đã ký kết hợp đồng thực hiện tiêu hủy số tên lửa CRV-7 cũ, do đó Canada sẽ phải hủy hợp đồng mới có thể đáp ứng yêu cầu của Ukraine. Global News còn dẫn lời một đại tá Ukraine giấu tên, phụ trách nhóm sẵn sàng tiếp nhận rocket CRV-7 nếu được bàn giao nhấn mạnh, chúng tôi rất cần bất kỳ loại đạn nào có thể có được. Thời gian gần đây, Ukraine phải liên tục đối mặt với tình trạng khan hiếm vũ khí, đạn dược trầm trọng trên tiền tuyến. Cụ thể, mới đây, theo tờ Wall Street Journal, Mỹ, từ một bong kè ở mặt trận phía đông nam Ukraine có thể dễ dàng nhận thấy nguồn cung cấp đạn pháo của Ukraine đã giảm như thế nào. Cứ 5 hoặc 6 quả đạn pháo của Nga bắn tới, quân Ukraine chỉ bắn trả một hoặc hai quả. Khi cuộc xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ 3, Nga ở thế tấn công được hỗ trợ bởi một nền kinh tế đang trên đà hồi phục. Trong khi đó, Ukraine thiếu đạn dược do viện trợ bổ sung từ Mỹ, nhà ủng hộ chính của họ vẫn bị quốc hội chặn lại. Khi đạn pháo sắp cạn kiệt, quân đội Ukraine ở tiền tuyến ứng biến và sử dụng UAV mang chất nổ để tìm cách cầm chân quân Nga. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết, chúng tôi ngày càng sử dụng UAV cỡ nhỏ vì chúng tôi thiếu đạn pháo. Tuy nhiên, ông Fedorov lưu ý rằng UAV không thể thay thế hoàn toàn pháo binh. Các lực lượng Ukraine đã gắn nhiều loại đạn, chất nổ khác nhau vào một UAV, loại để tấn công bộ binh, loại khác được thiết kế để xuyên thủng xe bọc thép sự phụ thuộc ngày càng tăng của ukraine vào uav cho thấy cuộc xung đột có thể diễn ra như thế nào nếu dòng vũ khí phương tây tới kiev bị cắt giảm nghiêm trọng uav không thể so sánh về tốc độ với đạn pháo hoặc đạn bắn xuyên qua bức tường bê tông nhưng chúng rẻ hơn và dễ sản xuất hơn nhiều phía ukraine cố gắng cầm cự cho đến khi có thêm nguồn lực giống như trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột trước khi vũ khí phương tây đổ vào ukraine sự thiếu hụt vũ khí đó đã dẫn đến việc phải sử dụng uav để thay thế cho hỏa lực pháo binh UAV không thể bay xa và nhanh như đạn pháo binh. Chúng cũng không thể mang nhiều chất nổ hoặc nổ xuyên qua bức tường bê tông, nhưng chỉ với vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc, UAV có giá thấp hơn nhiều so với đạn pháo và dễ sản xuất hơn nhiều. Theo hãng tin Reuters, ngày 7 tháng 2, đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia và phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Robert Wood đã mâu thuẫn tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với Ukraine. Ông Út nói trước Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Nga đã phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp nhằm vào Ukraine ít nhất 9 lần. Nga và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình khi làm suy yếu các nghĩa vụ lâu dài theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ. Trong khi đó, ông Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an, chúng tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng một tên lửa đất đối không Patriot đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công máy bay vận tải quân sự Nga chở tù binh Ukraine. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa rằng Washington cũng là bên đồng lõa trực tiếp trong vụ việc. Trước đó ngày 24 tháng 1, một máy bay vận tải quân sự IL-76 của không quân Nga đã bị rơi, khiến tất cả 74 người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraine thiệt mạng, và Moscow đổ lỗi cho Kiev đã bắn rơi máy bay. Các nhà điều tra Nga tuần trước cho biết họ có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự bằng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau vụ Ukraine tấn công Lysychansk, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng khi sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp nhằm vào một tiệm bánh và nhà hàng vào cuối tuần trước. Ông Út nói Mỹ không thể xác minh thông tin một cách độc lập, nhưng bày tỏ sự tiếc thương với tất cả thương vong dân sự. Cũng tại cuộc họp trên của Hội đồng Bảo an, đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Mỹ đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời làm suy yếu trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Theo ông Nebenzia, Mỹ đang lôi kéo các quốc gia lớn nhất ở Trung Đông vào một cuộc xung đột. Gần đây, Mỹ không ngừng tấn công các cơ sở được cho là của các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria. Mỹ đang tìm cách lôi kéo các quốc gia lớn nhất ở Trung Đông vào một cuộc xung đột toàn khu vực. Rõ ràng là các cuộc không kích của Mỹ nhằm mục đích đặc biệt là làm nóng thêm cuộc xung đột.